dưa kìa. Sao sao mát trời ơi, cái gì mà tan quan vậy, cái gì mà tan quan luôn vậy? Rồi chỉ là cưng bị lũ chuột ăn hết rồi. Trời ơi, xe tăng bạch lên, dọn 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 đi, dọn đi, đến đi, đến đi, đến đi, anh dẫn đi làm kẹo hu ba. Kẹo hu ba sao mà làm được? Không được, anh làm được, anh Hiếu làm được. Không được. Được, giờ tin cái cá không? Tại vì kẹo hu ba, người ta mới làm được thôi, tại vì nó không biết. Trời ơi, đi, 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 đi ra đây, anh Hiếu làm cho. Đi. Anh Hiếu làm thử. Đến đi, đến đi. Đến đi nè, coi anh Hiếu làm nè. Đây là kẹo hu ba cầu vồng. Kẹo như cầu kẹo hu ba người ta cũng dài bự ngon lắm kìa. Trời ơi. Rồi coi Hiếu làm nè. Nè lấy này ra cho Hiếu đi. Đó, xé bọc ra. Nghĩa ra. Coi này nha. Đó, thấy ra. Ờ sao không? Nữa anh Hiếu? Đây, đẹp không? Cầu vồng nè, thấy không? Đó mình xé ra. Làm được không anh Hiếu? Được. Xé ra. Giờ mình quấn lại, còn mình nhắc đây, quấn lại rồi. Quấn lại gì nè, được không? Rồi, làm sai rồi các bạn ơi. Anh Hiếu làm 4 màu, làm có 3 màu à. 4 màu đi, 4 màu cho nó đẹp. À, thấy chưa, để nữa, cục nữa. Thấy chưa, giống gì luôn. Bây giờ nãy mình xé màu xanh đúng không? Giờ mình xé màu đỏ. À, biết làm chưa, biết làm chưa? Kẹo hôm qua thì ngon hơn kẹo hôm qua của chuột ăn nữa đó. Kẹo quá thiệt đó. Nè, giờ quấn thêm mình vô nha. Kẹo có đường nó đã quá. Được nè, quấn thêm vô. Đó. Ở Hiếu quấn xấu quá. Được không? Thì xé lẹ đi, xé lẹ đi, Hiếu quấn lẹ lên coi. Làm kẹo không cho Kiệt ăn mà. Ủa Kiệt... Hiếu làm gì nào mới xong mà Hiếu. Lẹ lên là Kiệt có ăn liền. Đừng khóc nữa rồi được rồi. Kẹo đi làm đâu không ngồi thấy mình động lúc nào xong. Đó. Xong phải không? Đó, cái bự này thấy không? Thấy nó đi. Đó, thấy chưa các bạn? Rất là đơn giản. Khi mà mình làm kẹo hu ba rất là đơn giản, không có gì khó hết. Khi mà Kiệt nó không. Ăn ngon không? Sống ngon. Chỉ là khóc tối ngày kẹo hu ba, hu ba. Kẹo hu ba, hu ba ngon lắm á. Ngon bởi vì chuột mới ăn cắp đó. Kẹo này ngon. Rồi bắt đầu quăng nè. Quăng lại nè. Ê Hiếu. Gì? Chuột này kẹo chuột ăn cắp không? Chuột này chuột nào chuột bự ăn á chứ chuột nào ăn cắp nữa. Không đủ ăn nữa. Để thôi chuột ăn cắp. Đó thấy chưa. Rồi bỏ vô cái này. Chua giống phải bự hơn cái giống. Bự nữa hả? Hiếu làm giống như hết trơn á. Nữa hả? Nhỏ ăn có ngon mấy người bự á. Trời ơi trời. Trời như các bạn bự trước rồi nè. Bự. Bự nữa ăn chứ bạn. Bự vô nha. Được. Wow. Thành kẹo hu ba các bạn ơi. Được không? Nghe thấy không? Đẹp chứ hả? Các bạn nhìn một cây. Được chưa? Được chưa? Rồi mình làm thêm một cái nữa nha Kẹt. Làm xong này anh cho con hai hộp kẹo rồi đi bắt đầu đi học nha. Đứng để nhà chuột ăn nữa nha. Nhà màu gì em ta? Cứ chọn đi, cứ chọn gì, màu gì chọn đi. Hai màu đỏ đi. Đỏ cho nó nổi. Đứng để nhà đi nha, đem học đi nha, đem với nhà ở nhà chuột ăn cắp nữa đó. Kẹo này là ngon lắm á. Nhớ nè các bạn, kẹo hu ba cầu vồng. Dạy với ta. Gì? Mới nghe luôn. Mới nghe luôn hả? Hu ba cầu vồng có đường. Kẹo hu ba màu vàng 3 chữ mừng, kẹo hu ba màu. Ủa thì 7 màu nè, phải 7 màu không các bạn? Đó, 7 màu không? Nè, màu không, tím nè, màu xanh nè. Nè, cho các bạn coi thì biết phải không? 7 màu rõ ràng. Chưa bao giờ nghe hu ba là 7 màu. Kẹo này là kẹo xịn. Chưa nghe phải rồi. Kẹo thấy mua ở đâu à? Mua ở đâu là bí mật. Sao kỹ vậy? Ai comment đầu thì tôi chỉ. Ai cái đầu tiên tôi chỉ kẹo mình mua đâu. Rồi đứng hộp đây coi. Đây. Trời ơi nhiều quá. Đây thử
Đi, con này quấn được chồng thôi, mũa được con cục đó kìa. Con mồm khẽ nó kìa. Đó, trời ơi, đẹp ghê không? Đẹp lắm luôn nha. Rồi, mời đi dành đi học, con này thêm mấy nữa nha. Thôi giờ, quấn lại đi. Quấn người ta chỗ luôn hả gì? Quấn ai tại chỗ luôn. Dữ dằn gì nè, cho kiệt nè, ăn tại chỗ đi, thả không ra. Ngon 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 không ngon mà nó mẹ ngon kia thiệt, ngon hơn kẹo kia nhiều luôn á, có đường chua chua ngọt ngọt. Rồi anh mới đi học rồi. Các bạn đi học. Bye bye. Vin con làm gì Vin? Có cho vịt ăn á hả? Anh Kiệt đâu rồi? Kêu anh Kiệt lại cho vịt ăn phụ đi. Đây các bạn ơi, giờ bạn Vin với bạn Kiệt cho vịt ăn nha. Vịt đi tắm rồi, ướt mình hết rồi. No rồi hả? Vịt ăn cá no rồi hả? Chắc thôi rồi. Rồi, vịt ăn no chưa? No rồi. No rồi. No rồi hả? Dạ. Các bạn có vịt sao la dữ hả? Chạy ra coi thử. Ủa con vịt đi đâu rồi? Đi kiếm vịt coi. Đâu vịt đâu? Ủa vịt đằng kia kìa. Ủa hai vịt con đâu rồi bạn biết? Ủa có hai con vịt kìa. Gì hả? Đâu con rắn đâu? Ôi trời, có con rắn kìa, lấy cái cây đập nó, lấy cái kiếm đập nó Vin ơi. Lẹ lên chứ để con rắn nó cắn con vịt á. Rồi con rắn nó bò kìa, dí theo con rắn lẹ lên. Rồi rắn bò lên bờ rồi Vin ơi. Ủa con rắn bò nhanh quá nè. Dí nó lẹ, đập nó lẹ lên. Đập nó. Trời rắn bò nhanh dữ hả? Rắn chạy tới đâu rồi? Rắn chạy đi luôn rồi hả? Thôi vậy vô bắt con vịt về chứ để con rắn nó cắn á. Rồi đi vô bắt con vịt về. Rồi bây giờ lụa con vịt về nghe. Rồi đi lụa con vịt về chứ để con rắn cắn á. Rồi đi thôi. Rồi đi lụa vịt về, lụa hai vịt con về.